quy trình để anh em mở một cái dây bơm xăng ở như Kim Phong ra đối với các cái dòng xe như ví dụ như là Vision nè, hay một số xe của Honda thì nó có cái lẫy như thế này nè. Thì anh em thường chúng ta hay lấy cái này, chúng ta hay tắt cái này lên để mình lấy lên. Nhưng mà thực tế đó là quy trình sai, không có đúng. Tại vì khi mà muốn mở cái này, nhà sản xuất người ta đã tính rồi. Nếu để cái gì có lý do của nó hết, có nguyên do của nó hết mà mình không biết thôi. Bây giờ mà mình muốn mở một cái bơm xăng này ra, ví dụ đây là cái trên cái dây của Kim Phung ha, còn cái này là bên cái phần dây của cái ống dây xăng. Bây giờ mình muốn mở cái này ra thì rất là dễ, không có gì khó hết. Nhận cái này xuống, khi mình nghe tiếng động, nghe nó tắt một cái ha, và mình nhìn bên mặt bên này nè, thì mình sẽ thấy nó đã lồi ra nè ha. Thì lúc đó mình sẽ mở cái bơm xăng này rất là dễ đó. Mở cái Kim Phung rất là dễ. Bây giờ đến lúc mà mình muốn gắn cái Kim Phung lại của cái dây bơm xăng này, thì thực sự ra mình để im như vậy, mình nghe cái này thôi, nghe là nghe đánh tắt một cái là nó đã vào rồi. Và lúc đó mình chỉ cần đẩy cái lẫy dưới này hơn hai ngón tay nè, đây nè, nó về nè ha, ấn lên cái nghe đó rồi nó đẩy lên, chạy lên bình thường. Vậy là quy trình nó là xong, chứ không phải là mình đi lẫy lẫy cái này này lên, bật cái này lên đâu, không phải đâu, cái này là sai nhá. Bật lên như vậy là không có đúng, mà nhiều khi nó còn làm sự cố, nó gãy cái này hoặc là gãy cái này, hoặc là đôi khi là nhận quá mức luôn, làm gãy cả cái đầu ống của Kim Phung luôn à. Còn như vậy là nó đã ok rồi.